trong cái list mà tất cả các bài thì thấy người video nào là hợp nhất với giọng của Phúc. Tại vì Hưng cũng có một số khách mời trong cái series này thì là Hưng sẽ chọn cái bài nào hợp với ai nhất, thì Hưng thấy là người video nào hợp Phúc nhất, và Hưng với Phúc hát cái bài hát này đúng là hợp. Em hát chung với bất kỳ một anh chị nào thì em cũng sẽ kiểu như là em hơi sợ là cái phần hát của mình với cái phần hát của anh chị nó sẽ không có hợp với nhau á, đi hát vô nó cảm giác nó sợ nó không có hòa lại, thì em cũng khá là lo lắng. Thì lúc em hát thì em cũng hỏi đi hỏi lại là anh một người hát như thế nào. Em ơi vì sao em nói thành lòng có anh cho anh những khách mời của Hưng sẽ bị áp lực lắm, tại vì Hưng dồn hết những cái khúc mà hay nhất là để cho khách mời hát, cho nên là ha. Nhưng mà Phúc thu rất là nhanh, Phúc lướt qua nhanh lắm, thì giống như là Phúc hát là bản năng là như vậy rồi, hát ra là dính thôi, chứ không cần phải biết là phải sửa nhiều.